Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn có trong ngày. Tin quá hay! Hôm qua, ông Tập Cận Bình run sợ khi Triều Tiên tức giận phóng liên tiếp hai quả tên lửa đạn đạo, làm cháy một máy bay do thám Su-30 của Trung Quốc ở gần biên giới Trung Triều, khiến cho chính phủ của Bắc Kinh đứng ngồi không yên. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, tình hình chiến sự ở biên giới Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đang căng như dây đàn, khi hôm qua vào lúc 14 giờ 15 phút giờ Việt Nam, quân đội Triều Tiên của ông Kim Jong-un đã bất ngờ cho nã liên tiếp hai quả tên lửa đạn đạo, và vụ phóng tên lửa trên đã làm ít nhất một chiếc máy bay do thám Su-30 của phía Trung Quốc vỡ tan tành như xác pháo. Tờ báo của Nhật Bản còn cho biết, trước những mối đe dọa liên tiếp đến từ chính quyền ông Tập Cận Bình khi vào sáng ngày hôm qua, Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã ngang nhiên cho máy bay do thám nói trên bay lượn khắp một vùng trời của Bình Nhưỡng để chụp ảnh, theo dõi những hoạt động quân sự của Bắc Triều Tiên. Được biết, trước đó chính quyền ông Kim Jong-un đã lên tiếng cảnh báo phía Trung Quốc nhưng Bắc Kinh vẫn phớt lờ. Và bất chấp tất cả, hôm qua Trung Quốc đã cố tình cho máy bay xâm phạm nghiêm trọng đến vùng lãnh thổ của đất nước nhân xâm này, và trước sự đe dọa nghiêm trọng đến an ninh lãnh thổ của đất nước mình, lập tức người đứng đầu của Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un, đã lệnh cho quân đội phóng liên tiếp hai quả tên lửa đạn đạo có sức công phá lớn và có tầm bay xa 500 km, khiến cho một máy bay do thám của phía Trung Quốc vỡ tan tành. Truyền thông của Bình Nhưỡng cho biết, mục đích của việc phóng tên lửa hôm qua của Triều Tiên, một là để bắn rơi chiếc máy bay Su-30 của phía Trung Quốc khi mà nước này đang cho máy bay bay lượn khắp bầu trời của Bắc Triều Tiên, hai là Bình Nhưỡng muốn gửi một thông điệp cứng rắn tới chính quyền của ông Tập Cận Bình rằng Bắc Kinh nên ngừng ngay những hành động gây hấn, những hành động vi phạm chủ quyền, chấm dứt ngay hành động điều xe tăng, điều máy bay và điều quân lính lên biên giới giữa Trung Triều để gây căng thẳng xung đột giữa hai nước ngay lập tức, nếu không chính phủ Trung Quốc sẽ nhận một kết quả đau thương chưa từng có. Bộ Quốc phòng của Triều Tiên cũng lên tiếng chỉ trích chính quyền của ông Tập Cận Bình khi cho rằng Bắc Kinh liên tục điều quân lính đi gây hấn với cả các nước trong khu vực, đặc biệt là 13 nước láng giềng xung quanh mình. Hành động đó cần được dẹp bỏ và cần được trừng trị, và Triều Tiên sẽ là nước tiên phong trong 14 nước láng giềng nói trên để ra tay trừng trị Trung Quốc, trừng trị Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Bộ Quốc phòng của Bình Nhưỡng giải thích, nếu không trừ họa từ phía Trung Quốc thì Bắc Kinh sẽ lên mặt dương oai, thị uy sức mạnh để dùng vũ lực chiếm đóng các nước trong khu vực. Vì thế, lần này chính quyền của ông Kim Jong-un sẽ ra tay một cách mạnh mẽ nhất để trừng trị phía Trung Quốc, thưa quý vị. Theo các nhà quan sát cho biết, cách đây khoảng 9 hôm, chính quyền của ông Kim Jong-un cũng cho bắn 3 quả tên lửa có quỹ đạo bay rất xa và sát biên giới của Trung Quốc, nơi được cho là thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ nảy lửa giữa hai nước trong 3 tuần vừa qua. Bộ Quốc phòng của Hàn Quốc cũng cho biết, một tháng trở lại đây, chính quyền của ông Kim Jong-un đã cho quân đội của nước mình phóng liên tiếp 5 lần tên lửa, và mỗi lần như vậy thì đều có sự chỉ huy, chỉ đạo sát sao từ người đứng đầu của Bình Nhưỡng, ông Kim. Còn theo các nhà phân tích cho biết, tuy Triều Tiên là một nước nhỏ bé, nghèo nàn lạc hậu bởi vì bị cấm vận trong suốt những thập kỷ vừa qua, nhưng trên thế giới, không một nước nào dám đụng chạm đến Triều Tiên, kể cả là Mỹ, bởi vì chính quyền của ông Kim Jong-un đang sở hữu trong tay một loạt các vũ khí hủy diệt mà thế giới không bao giờ có. Đất nước của Triều Tiên nổi tiếng với những quả tên lửa siêu hạng, tên lửa xuyên lục địa và tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân. Đó là một trong những vũ khí lợi hại, làm cho Bình Nhưỡng trở nên nổi tiếng trên thế giới. Các nhà phân tích còn cho biết tiếp, Nam Triều Tiên, tức là Hàn Quốc bây giờ, cùng với Nhật Bản, hai nước này có lãnh thổ giáp với biên giới Bắc Triều Tiên, đều phải cảnh báo mức độ cao nhất mỗi khi mà chính quyền ông Kim Jong-un cho thử tên lửa. Đó là lý do vì sao mà máy bay do thám Su-30 của phía Trung Quốc đã bị bắn nổ tan tành như xác pháo vào ngày hôm qua, khi xâm phạm đến bầu trời, đến vùng lãnh thổ của đất nước được gọi là tên lửa này. Thưa quý vị, được biết, ngay sau khi biết chiếc máy bay do thám Su-30 của nước mình bị bắn nổ tan tành, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích gay gắt phía Bình Nhưỡng. Bắc Kinh cho rằng hành động trên là không thể nào chấp nhận được. Bắc Kinh đổ lỗi cho chính quyền ông Kim đã liên tục gây căng thẳng cho phía Trung Quốc. Một trong những bài phát biểu gần đây nhất tại thủ đô Bắc Kinh ngày hôm qua, người đứng đầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa đã nói rằng Bình Nhưỡng sẽ phải chịu mọi hậu quả khi bắn rơi chiếc máy bay của phía Trung Quốc. Hiện chính phủ của ông Tập Cận Bình đang cho điều gấp quân đội của mình mang theo 5.000 lính cơ động, 40 xe bọc thép mang theo pháo cao xạ, 18 máy bay J-11 và J-31 cùng nhiều pháo cối, súng Đại Liên và Đại Bác, tiêm kích lên vùng biên giới giáp danh giữa lãnh thổ hai nước để chuẩn bị trả đũa Bình Nhưỡng. Nhưng theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết, nếu như hai nước đối đầu và xảy ra chiến tranh trực tiếp với nhau, thì chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ thất thủ và chính quyền của ông Kim sẽ san phẳng Trung Quốc, hủy diệt Bắc Kinh trong một thời gian rất ngắn. Bởi vì quân đội của Trung Quốc được xác định là yếu hơn rất nhiều so với quân đội của Triều Tiên về mọi mặt, các chuyên gia quân sự thế giới cho biết,
Trung Quốc chỉ mạnh hơn Triều Tiên về mặt quân số và lấy thịt đè người, còn về vũ khí, trang thiết bị thì kém xa so với Triều Tiên. Triều Tiên có siêu vũ khí hạt nhân và có thể san phẳng Trung Quốc chỉ trong một thời gian rất ngắn, và nếu như xảy ra đụng độ thì phần thắng chắc chắn thuộc về phía Triều Tiên. Có rất nhiều kiến và nhiều quốc gia ủng hộ Triều Tiên san phẳng Trung Quốc, bởi vì họ cho rằng Trung Quốc là nguyên nhân gây ra những cuộc xung đột nói trên, bởi vì Bắc Kinh thường sử dụng vũ lực, dương oai để thị uy sức mạnh, ép buộc các nước phải tuân theo Trung Quốc và phải nghe theo Bắc Kinh. Các chuyên gia quân sự cho biết, ông Kim Jong-un chỉ cần đưa ngón tay và bấm vào vài nút hạt nhân thì Trung Quốc sẽ bị san phẳng 1/2 lãnh thổ, và khi đó Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của thế giới, chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị cô lập. Tuy nhiên, người đứng đầu đất nước của Bình Nhưỡng đang chờ đợi sự lên tiếng xin lỗi từ chính phủ của Bắc Kinh, vì ông cho rằng nếu như chiến tranh xảy ra thì sẽ làm đau thương cho người dân vô tội và làm khổ người dân, điều mà ông không hề nghĩ tới. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của phía Trung Quốc cho biết, đây không phải là lần đầu tiên hay là lần thứ hai đụng độ ở biên giới Trung Triều, mà một tháng vừa qua đã xảy ra xung đột lần thứ tư, và mỗi lần xảy ra đụng độ căng thẳng, quân đội của phía Trung Quốc lại bị thất bại thảm hại trước quân đội của Bình Nhưỡng dưới sự chỉ đạo tài tình và cứng rắn của người đứng đầu Triều Tiên, ông Kim Jong-un. Tuy nhiên, trong một trích dẫn mới nhất của tờ báo Seoul cho biết, Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng dùng vũ lực xâm chiếm các nước trong khu vực, đặc biệt là xâm chiếm biên giới lãnh thổ Triều Tiên, bởi vì Bắc Kinh cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đang ủ âm mưu thôn tính thêm một quả núi của Triều Tiên ở gần thành giáp danh với biên giới của Bình Nhưỡng. Trung Quốc cho rằng quả núi này có một vị trí địa chính trị cực kỳ quan trọng đối với cả Trung Quốc, và nếu như Bắc Kinh xâm chiếm được thì chính quyền ông Tập sẽ cho đặt ở đây một căn cứ quân sự. Mặt khác, của núi trên được cho là đang chứa một mỏ vàng và hai mỏ than quý giá. Đây chính là lý do chính mà chính quyền ông Tập rất muốn sở hữu. Chính vì điều đó mà biên giới Trung Triều ngày càng nóng bỏng, và chắc chắn trong một vài ngày tới, đụng độ giữa quân đội Bình Nhưỡng và Bắc Kinh sẽ tiếp tục còn xảy ra, khi mà mới đây thì Trung Quốc cảnh báo xung đột với Bắc Hàn. Trung Quốc cảnh báo xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào, trong khi căng thẳng về chủ đề Bắc Hàn gia tăng. Ngoại trưởng Vương Nghị nói trong trường hợp đó sẽ không ai là người chiến thắng. Phát biểu của ông Vương được đưa ra sau khi Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân của Bắc Hàn và điều nhóm hàng không mẫu hạm tới ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Bắc Hàn, luôn lo ngại nếu chính thể Bình Nhưỡng sụp đổ thì biên giới giữa hai bên sẽ bị đe dọa, ông Vương Nghị nói. Gần đây, căng thẳng dâng cao giữa một bên là Hoa Kỳ và Hàn Quốc, bên kia là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, gây cảm tưởng rằng xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi cho rằng các bên liên quan cần hết sức cảnh giác với tình hình này, ông Ngoại trưởng nói thêm. Chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế, không khiêu khích và đe dọa lẫn nhau bằng lời lẽ hay hành động, và không để tình hình leo thang tới mức độ không thể kiểm soát hay đảo ngược được. Hôm thứ ba tuần rồi, Tổng thống Joe Biden viết trên mạng Twitter rằng Hoa Kỳ không ngại việc từ hành động trong vấn đề Bắc Hàn. Nếu Trung Quốc quyết định giúp thì rất tốt, nếu không thì chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề không cần đến họ. USA. Mới đây, ông Tổng thống đã có những hành động cho thấy ông không ngại ngần sử dụng biện pháp quân sự. Ông đã ra lệnh phóng hỏa tiễn vào Syria sau vụ nghi là chính quyền nước này dùng vũ khí hóa học. Quân Mỹ cũng vừa thả bom xuống căn cứ của nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan. Washington lo rằng Bắc Hàn có thể đang phát triển khả năng nhắm vũ khí hạt nhân vào Hoa Kỳ. Ông Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một cuộc điện đàm sau khi gặp nhau ở Florida, và Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng Washington đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc hơn đối với Bắc Hàn. Trung Quốc lo ngại rằng xung đột sẽ dẫn tới việc người tị nạn tràn qua biên giới Bắc Hàn. Hiện đang có đồn đoán rằng Bình Nhưỡng sẽ thử hạt nhân lần thứ 6 hoặc phóng tên lửa tầm xa vào thứ 7 này nhân đợt kỷ niệm sinh nhật lần thứ 105 của cố lãnh tụ Kim Il-sung, Kim Nhật Thành. Trong một phỏng vấn với hãng Associated Press, Thứ trưởng Bắc Hàn Han Song-ryo cáo buộc chính quyền Trump ngày càng hung hãn và ác độc trong chính sách đối với Bình Nhưỡng. Một cơ quan liên quan tới Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cũng cảnh báo chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Báo chí và truyền thông Trung Quốc mới đây đã dẫn một nhận định của vị tướng Trung Quốc nhưng không tiết lộ danh tính. Đối với vấn đề Biển Đông, Trung Quốc cần phải tấn công nhanh, chính xác và tàn nhẫn với Việt Nam, Philippines và các nước khác nếu xảy ra xung đột. Bài viết cho rằng cuộc chiến khốc liệt trên Biển Đông là không tránh khỏi và Trung Quốc cần phải tránh kịch bản kéo dài như Nga tại Ukraine. Đây là một trong những phát ngôn diều hâu và đầy kích động của tướng tá Trung Quốc đối với các nước trong khu vực Biển Đông. Ngay sau đây, chúng tôi xin dịch lại bài viết này để xem cụ thể bài viết đã nhận định gì về kịch bản không tưởng như trên.
Bài viết được đăng tải trên trang Tattoo cho hay, gần đây, hành vi khiêu khích của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông lại một lần nữa thu hút sự chú ý. Các chuyên gia nhắc nhở Trung Quốc cần chuẩn bị trước một khi chiến tranh nổ ra, Việt Nam có khả năng trở thành đối thủ đầu tiên. Việt Nam và Philippines mặc dù tầm thường nhưng nhờ sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ mà làm cho họ trở nên táo bạo. Trước tình hình đó, Thiếu tướng Quân đội Giải phóng Nhân dân nhấn mạnh rằng đất nước chúng ta nên áp dụng biện pháp nhanh chóng dạy cho họ những bài học cần thiết bằng những hành động nhanh chóng, chính xác và tàn nhẫn. Bài báo tiếp tục đưa ra những bình luận và tố cáo một cách vô căn cứ về hoạt động của Việt Nam và Philippines trên Biển Đông. Tờ này đã viết, như chúng ta đã biết, Trung Quốc đã là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên, dù tự tin và vui mừng, chúng ta không được quên rằng Biển Đông vẫn đang đứng trước nguy cơ chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào vì một vài lý do nào đó. Ngoài Hoa Kỳ, các quốc gia như Việt Nam và Philippines cũng gây rắc rối trong âm mưu chiếm đoạt lãnh thổ, tài nguyên quý giá ở Biển Đông. Việt Nam không chỉ thèm muốn bãi biển Vạn An của đất nước Trung Quốc mà còn có kế hoạch xây dựng giàn khoan ở Biển Đông để khai thác tài nguyên dầu mỏ. Việt Nam và Philippines là những quốc gia nghiêm trọng nhất đã xâm chiếm các đảo bãi đá ở Biển Đông, nhưng Trung Quốc đã khoan dung với họ. Tuy nhiên, các nước này không những không đánh giá cao mà còn nhân cơ hội đó tiếp tục khiêu khích xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc trên Biển Đông. Rắc rối ở Việt Nam qua đi, Philippines lại gây chuyện. Rắc rối ở Philippines qua đi đến lượt Hoa Kỳ gây rối. Các nước này thay phiên nhau hình như đã bàn bạc từ trước. Nhiều cư dân mạng cho rằng có vẻ như chiến tranh Biển Đông là không thể tránh khỏi. Bài báo nói rằng Việt Nam hành động liều lĩnh. Kể từ khi vấn đề Biển Đông trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế, Việt Nam đã và đang có tranh chấp với Trung Quốc trên khu vực Biển Đông. Bất chấp xung đột và thất bại nhiều lần trước Trung Quốc, Việt Nam chưa bao giờ thay đổi ý định và tiếp tục thách thức điểm mấu chốt của các cường quốc. Đằng sau điều này là sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ và đánh giá sai về sức mạnh của Trung Quốc. Mặc dù Việt Nam và Philippines kém xa so với Trung Quốc về sức mạnh quân sự, nhưng họ có Hoa Kỳ là một đồng minh hùng mạnh đứng sau họ, khiến những thách thức của họ đối với Trung Quốc càng trở nên ngạo mạn hơn. Hoa Kỳ đã cố gắng kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc bằng cách ủng hộ Việt Nam và Philippines trong vấn đề Biển Đông. Điều này đã khiến Việt Nam đánh giá sai sức mạnh của chính mình. Tuy nhiên, cho dù Việt Nam đứng sau ai, thì vấn đề chủ quyền lãnh thổ vẫn luôn là mấu chốt không thể lay chuyển đối với Trung Quốc. Bài báo tiếp tục nói năng sảng bậy, hành vi khiêu khích của Việt Nam có liên quan đến chính trị nội bộ và dư luận trong nước. Trước áp lực trong nước về vấn đề thống nhất đất nước, chính quyền Việt Nam đã lợi dụng vấn đề Biển Đông để kích động chủ nghĩa dân tộc và cố gắng đánh lạc hướng sự tập trung của người dân. Tuy nhiên, hành vi thiển cận như vậy sẽ chỉ làm trầm trọng thêm căng thẳng khu vực và gieo thêm những nguy cơ tiềm ẩn cho xung đột hai nước. Báo Trung Quốc cho rằng trận chiến trên Biển Đông phải nhanh chóng, tàn nhẫn, chính xác. Bài báo đã viết, trước hành động khiêu khích của Việt Nam, Thiếu tướng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã nhấn mạnh, nước ta cần áp dụng chiến lược khắc phục nhanh. Kinh nghiệm trong quá khứ cho chúng ta biết rằng, một cuộc chiến tranh kéo dài sẽ chỉ mang lại nhiều rắc rối hơn cho Trung Quốc và có thể dẫn đến tình huống tương tự như Ukraine và Nga. Lúc đầu, sự can thiệp của Nga và Ukraine không rõ ràng và dứt khoát, khiến cho các nước NATO và Hoa Kỳ có thời gian tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Khi thời gian trôi qua và Ukraine nhận được nhiều sự ủng hộ của quốc tế hơn, khả năng xảy ra một cuộc tấn công dữ dội của Nga đã giảm dần. Giờ đây, NATO và Hoa Kỳ đã có những chỗ đứng vững chắc ở Ukraine, nên việc mở rộng hoạt động quân sự của Nga đã trở nên rất khó khăn. Tướng Trung Quốc nhấn mạnh, về xung đột với Việt Nam trên Biển Đông, Trung Quốc cần phải nhanh chóng hành động và có biện pháp nhanh, chính xác, quyết liệt. Trước hết, Trung Quốc cần nắm bắt xu hướng quân sự của Việt Nam và mối liên hệ với Hoa Kỳ thông qua khả năng tình báo, trinh sát mạnh mẽ. Thứ hai, Trung Quốc nên cử một lực lượng hải quân, không quân hùng mạnh để thực hiện các cuộc tấn công chính xác và nhanh chóng phá hủy các cơ sở quân sự, sức mạnh chiến đấu của Việt Nam, đồng thời lợi dụng lợi thế xây dựng đảo đá ngầm, bố trí quân sự Trung Quốc ở Biển Đông. Nhanh chóng chiếm địa thế có lợi, hạn chế phạm vi hoạt động của Việt Nam, làm suy yếu hiệu quả tác chiến. Cuối cùng, Trung Quốc nên tăng cường các nỗ lực ngoại giao quốc tế để có được sự ủng hộ và hiểu biết của các quốc gia hơn, nhằm kiềm chế các hành vi nguy hiểm của Việt Nam. Các bạn thân mến, trên tay là nội dung bài viết mà báo chí Trung Quốc đã đăng tải.
Thông qua đó, ta có thể thấy những vị tướng tài ba của Trung Quốc đã và đang vẽ ra một kịch bản chiến tranh trên Biển Đông với đối thủ trực tiếp và đầu tiên theo họ nhận định là Việt Nam. Báo Trung Quốc nhận định rằng do có sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ nên Việt Nam ngày càng hành động quyết liệt hơn trên Biển Đông. Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất đó là vụ việc tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam vào ngày 7 tháng 5, kéo dài 28 ngày sau đó. Lực lượng kiểm ngư Cảnh sát biển Việt Nam đã hoạt động hết công suất liên tục đeo bám các tàu Trung Quốc đang hoạt động trái phép. Có những lúc hai bên tạt đầu nhau rất nguy hiểm, khiến cho báo chí Trung Quốc phải đăng đàn tố cáo rằng bị tàu Việt Nam đâm và xịt vòi rồng. Tuy nhiên, đây là hoạt động bảo vệ chủ quyền bình thường của Việt Nam. Nếu xảy ra những hành động như vậy cũng là hợp lý và hợp pháp. Những kẻ xâm phạm như Trung Quốc không có quyền kêu ca, Việt Nam hành động quyết liệt là đúng, nhưng nó có sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ, như vậy là hoàn toàn sai. Lãnh thổ của Việt Nam chúng tôi tự bảo vệ là yếu tố tiên quyết chứ không phải vì nước này hay nước khác bảo kê. Vị Thủ tướng Trung Quốc đã đưa ra một kịch bản cho chiến tranh trên biển với Việt Nam, đó là phải nhanh, chính xác, tàn nhẫn. Vị tướng này nói cần phải tấn công chính xác, phá hủy các cơ sở quân sự Việt Nam ở đất liền và trên biển bằng cách cử các nhóm tàu chiến, hải quân và lực lượng không quân hùng mạnh chơi bài phủ đầu, rồi qua đó nhanh chóng chiếm các vị trí có lợi ở đảo trên Biển Đông từ tay Việt Nam. Đây là một kịch bản không tưởng khi vị tướng này nghĩ rằng nó có thể nhanh chóng triệt tiêu sức mạnh quân sự Việt Nam, tránh đêm dài lắm mộng với những gì đang diễn ra ở Ukraine, khi người ta không tấn công tổng lực để bây giờ có thời gian cho Mỹ, NATO hỗ trợ Kiev khiến Nga đang xa lầy và không biết khi nào mới có thể kết thúc cuộc chiến. Trung Quốc không muốn một kịch bản như vậy xảy ra ở Biển Đông, cho nên khi có chiến tranh, họ sẽ phải tổng lực, nhanh chóng tiêu diệt hoàn toàn sức mạnh quân sự Việt Nam. Để rồi nếu sau này có được Mỹ hỗ trợ thì chắc chắn quân đội Việt Nam cũng không thể nhanh chóng phục hồi lực lượng. Tuy nhiên, Trung Quốc có vũ khí tấn công nhưng Việt Nam không phải chỉ ngồi im chờ chết. Hải quân không quân Việt Nam cũng có những vũ khí đủ sức tạo ra những đòn tấn công chết chóc gửi tới Trung Quốc. Dù cho sức mạnh và số lượng có thể không bằng, nhưng để cho Trung Quốc tấn công nhanh, phủ đầu, tiêu diệt hoàn toàn trong thời gian ngắn là không thể xảy ra được. Với lại, đặc thù chiến tranh trên biển là khác so với cuộc chiến ở đất liền như Nga và Ukraine, Trung Quốc muốn đánh nhanh, thắng nhanh cũng không được. Vì đánh nhau bằng tàu chiến, tàu ngầm thì phải vượt qua lại, có khi cả tuần mới biết được vị trí. Trừ kể tàu ngầm hai bên có thể thực hiện những đòn tấn công bất ngờ, và để tìm kiếm ra vị trí của nhau cũng cực kỳ khó khăn. Cho nên tất cả những gì vị tướng Trung Quốc nghĩ ra đều mang tinh thần là kịch bản tốt nhất, còn thực hiện được hay không thì là câu chuyện hoàn toàn khác. Có thể thấy tình hình Biển Đông chưa bao giờ là yên bình. Các quốc gia xung quanh khu vực, đặc biệt là Trung Quốc, luôn có những hành động làm phức tạp thêm tình hình. Với âm mưu độc chiếm toàn bộ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, như chúng ta đã biết, thời gian gần đây, những căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam đã không ngừng gia tăng sau khi Trung Quốc xua tàu nghiên cứu và hàng chục tàu cảnh sát biển và tàu cá, hộ tống xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại khu vực Bãi Tư Chính thuộc quyền quản lý của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sự kiện này đã khiến cho Việt Nam phản ứng dữ dội. Chúng ta cũng cử hàng chục lượt tàu chấp pháp bao gồm tàu cảnh sát biển và tàu kiểm ngư đến theo dõi, xua đuổi, thực hiện cả những vụ đâm và phun vòi rồng với tàu của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao thì lần đầu tiên lên tiếng chỉ trích đích danh Trung Quốc xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và sau hơn một tháng quần thả trên biển, cuối cùng vào ngày 5 tháng 6 vừa qua, tàu khảo sát và các tàu hộ tống của Trung Quốc đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Sự kiện này được xem là một trong những chiến thắng lớn dành cho Việt Nam, khi chúng ta đã không chỉ đuổi thành công các tàu Trung Quốc mà còn đạt thành công một giàn khoan dầu mới, khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với khu vực Bãi Tư Chính. Nhiều tờ báo quốc tế và Đông Nam Á sau đó đã hào hứng chia sẻ những thông tin về sự kiện. Trong đó mới đây, kênh giao thông điện tử Republic News của Philippines đã cho đăng tải một bài viết miêu tả chiến thắng của Việt Nam, giống như đã khai sáng cho Philippines, đang giúp cho Philippines sáng mắt. Một số nhà phân tích Philippines đã lấy đó để kêu gọi chính phủ Philippines hãy hành động giống như Việt Nam trong bối cảnh các đảo của Philippines vẫn đang bị bao vây bởi các tàu của Trung Quốc. Cụ thể, trong bài viết với tiêu đề, các tàu Trung Quốc rời khỏi vùng biển của Việt Nam sau khi Hà Nội phản đối. Trang tin này viết,
một tàu nghiên cứu của Trung Quốc cùng với các tàu hộ tống đã hoạt động gần một tháng trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam ở Biển Đông và khiến cho Hà Nội lần đầu tiên phản đối hiếm hoi, trực tiếp chỉ đích danh Trung Quốc. Họ đã rời vùng biển đó vào cuối ngày thứ Hai, mùng 5 tháng 6 vừa qua. Tàu khảo sát biển hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc đã bắt đầu đi vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam kể từ ngày mùng 7 tháng 5. Có lúc nó được hàng chục tàu hộ tống thường xuyên đi qua các mỏ dầu khí đang khai thác của Việt Nam do các công ty Nga điều hành. Theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền quốc tế, dữ liệu cho thấy tàu khảo sát của Trung Quốc và đoàn tùy tùng gồm hơn nửa tá các tàu hải cảnh và hàng chục tàu cá bắt đầu hành trình quay trở lại đảo Hải Nam của Trung Quốc, rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào khoảng nửa đêm ngày thứ Hai đầu tuần, sau khi bị các tàu của Việt Nam xua đuổi quyết liệt. Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối lần đầu tiên chỉ đích danh các tàu Trung Quốc đã xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Khi được hỏi về hoạt động của các tàu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không đưa ra bình luận về việc nó quay trở lại Hải Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ cho biết, việc các tàu nghiên cứu của Trung Quốc thực hiện các hoạt động nghiên cứu bình thường, tầm vùng đặc quyền tài phán của mình là hợp pháp và không có vấn đề gì về việc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác. Ông đã phát biểu như vậy trong một hội nghị diễn ra vào hôm thứ Ba. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã không trả lời yêu cầu bình luận, nhưng rõ ràng đây là một chiến thắng rất quan trọng của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông. Cần biết rằng Việt Nam vừa đặt thành công một giàn khoan dầu khí mới tại khu vực Bãi Tư Chính, nơi mà đã hơn 30 năm qua Trung Quốc luôn dòm ngó có mỏ dầu ở đây và thường xuyên tổ chức các hoạt động quấy phá mỗi khi Việt Nam có ý định đặt các giàn khoan dầu khí. Theo luật pháp quốc tế, các tàu nước ngoài sẽ được phép đi qua các vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác, nhưng các hoạt động khảo sát ở các vùng biển như vậy thì không được phép. Như vậy, các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam là bất hợp pháp và nó đã từ lâu trở thành vấn đề đối với không chỉ Việt Nam mà còn là vấn đề chung của các quốc gia trong khu vực. Bắc Kinh gần đây đã tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, trong đó có các vùng biển giàu năng lượng, bao gồm cả những vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia, Brunei. Điều này là trái với luật pháp quốc tế và từng bị Tòa trọng tài quốc tế tại La Hay bác bỏ vào năm 2016, sau sự kiện đường lưỡi bò của chính phủ tiền nhiệm Philippines. Phản ứng của Việt Nam trong việc Bãi Tư Chính lần này rất là cứng rắn. Trong một cuộc phản đối công khai hiếm hoi vừa qua, chính phủ Việt Nam đã trực tiếp yêu cầu các tàu nghiên cứu của Trung Quốc và tàu hộ tống phải rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam này, ngay sau chuyến thăm Hà Nội của quan chức cấp cao Dmitry Medvedev. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh mà Washington mô tả đây là một sự hung hăng ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh sau khi các cuộc chạm trán gần nhất giữa các tàu và các máy bay phản lực của Hoa Kỳ và Trung Quốc trong khu vực. Các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh vào hôm thứ Hai và cả hai bên đều gọi là mang tính xây dựng về mặt thực địa. Ray Powell, người đứng đầu dự án Mosul của Đại học Stanford, chuyên gia nghiên cứu về những căng thẳng trên Biển Đông của Hoa Kỳ, đã cho biết vào hôm thứ Ba rằng, trong vụ việc lần này, Việt Nam cũng cử hàng chục đực tàu cảnh sát biển, tàu cá và tàu kiểm ngư ra ứng phó với những hoạt động của Trung Quốc. Việt Nam đã sử dụng nhiều biện pháp cứng rắn, bao gồm cả việc phun vòi rồng và đâm va trực tiếp với các tàu của Trung Quốc. Ông Powell cũng cho biết thêm, tàu nghiên cứu của Trung Quốc cùng với các tàu hộ tống đã được nhìn thấy là đang di chuyển về Hải Nam, kết thúc hành trình xâm phạm lãnh hải của Việt Nam. Nhưng các tàu kiểm ngư của Việt Nam với 3 tàu cỡ lớn thì vẫn tiếp tục duy trì hoạt động tại đây, đã cho thấy Việt Nam vẫn đang rất là đề phòng với khả năng có thể quay trở lại của các tàu Trung Quốc. Nhà nghiên cứu tại Việt Nam Văn Phạm, người đang đứng đầu tổ chức phi lợi nhuận độc lập sáng kiến biên niên sự Biển Đông SCSCI, cũng đã xác nhận rằng các tàu của Trung Quốc đã rời vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng cảnh báo rằng Hải Nam không phải là cảng đồn trú của các tàu nghiên cứu Trung Quốc, và sau khi tạm nghỉ ở đó, nó hoàn toàn có thể là tiếp tục trở lại hoạt động, nên Việt Nam vẫn phải cảnh giác. Philippines kêu gọi hành động giống như Việt Nam, trung lập một cách thông minh giữa xung đột với Mỹ. Giáo sư Ronaldo Sibulan của Đại học Quốc gia Philippines cho biết, chính phủ Philippines nên học hỏi từ Việt Nam, quốc gia đã duy trì sự trung lập rõ ràng và thông minh trong bối cảnh lập trường xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương đang gia tăng chóng mặt. Bà giải thích cụm từ sự trung lập rõ ràng của Việt Nam là nước này đã luôn thể hiện quan điểm trung lập trong những vấn đề xung đột giữa Bắc Kinh và Washington, khẳng định không ngả với bất cứ bên nào
cho dù có chịu sức ép về mặt kinh tế, chính trị từ cả hai cường quốc. Và sự trung lập thông minh của Việt Nam là mặc dù luôn khẳng định không chọn phe, nhưng họ vẫn luôn vui vẻ và thân mật với cả hai cường quốc bằng những hoạt động tiếp xúc ngoại giao liên tục. Và những hoạt động như vậy lại rất khó chọn. Họ luôn được giới hạn trong phạm vi không khiêu khích bên kia và cũng không khiến cho bên kia mất mặt. Chẳng hạn như đối với Trung Quốc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam đó là người đầu tiên sang Trung Quốc sau khi ông Tập tái đắc cử nhiệm kỳ tiếp theo và khẳng định tình bạn láng giềng hữu nghị anh em. Điều này cũng đã khiến cho Trung Quốc không thể giận dữ thái quá trước Việt Nam vì họ liên tiếp có đến 6 cuộc tiếp xúc ngoại giao với các phái đoàn của Hoa Kỳ kể từ đầu năm 2023. Bà nêu ý rằng ngay cả khi Việt Nam có chung đường biên giới và duy trì quan hệ kinh tế với Trung Quốc thì Việt Nam cũng không có những vấn đề hàng hải với Bắc Kinh. Bà nói Việt Nam đã khẳng định sự trung lập nhưng cũng khẳng định có thể là cạnh tranh bằng sức mạnh đối với Bắc Kinh. Họ đã luôn có xu hướng làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, đủ sức để có thể gây bất lợi cho nước kia. Họ không có giao mặt sự tự quyết của mình cho đối phương, vì họ biết chỉ có sức mạnh mới có thể mang đến cho họ quyền tự quyết. Qua đó, bà cũng khuyến cáo chính phủ Philippines cần phải trung lập dựa trên sức mạnh nội tại, được xây dựng bởi chính bản thân Philippines, không nên quá phụ thuộc vào bên ngoài. Thậm chí Philippines đang ngày càng gần như là đã chọn phe, cách mà phụ thuộc vào Mỹ, đó là cách mà chúng ta đang hướng sự lệ thuộc của ta vào một quốc gia khác và đây chỉ là một sự lựa chọn trung lập giả dối, có thể bị phá vỡ bởi bất cứ một sự nghiệp nào. Bà cũng ghi nhận lời kêu gọi từng được cựu nghị sĩ Netisa Trimote đưa ra nhằm tăng cường khả năng hàng hải của Philippines thông qua đầu tư vào ngành đóng tàu phát triển mạnh mẽ giống như Việt Nam. Bà nói rằng trong khi Việt Nam tự lập, tự phát triển được những ngành công nghiệp rất quan trọng, chẳng hạn như là ngành đóng tàu, nơi mỗi năm họ đã tự sản xuất hàng chục tàu chiến và tuần tra để bảo vệ đất nước, thì Philippines đang lệ thuộc vào những phương tiện như vậy. Từ việc mua sắm hoặc là nhận viện trợ từ bên ngoài, đi vô lan hiện cũng đang là diễn giả tại một diễn đàn và thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao tại Đại học Philippines Diliman. Bà cho rằng trong các địa điểm ASEA đang được xây dựng trong nước, bà cũng đưa ra lưu ý tương tự rằng chính quyền Marcos thay vì chỉ thân thiện với Hoa Kỳ thì cũng nên giống như Việt Nam phải giữ thái độ thân thiện với cả Trung Quốc. Có vẻ như Marcos đang nghiêng về phía Mỹ nhiều hơn và do đó mang lại nhiều điều bất lợi hơn cho Trung Quốc. Thông qua những thỏa thuận về những căn cứ quân sự, ông mang lại lợi ích cho Philippines. Nhưng ông ấy luôn khẳng định là không từ bỏ Trung Quốc. Ưu tiên chính trị và kinh tế đối với Mỹ đang được ông ấy đánh đổi bằng những lợi ích từ Trung Quốc là điều thiệt nhiều hơn lợi đối với Philippines. Bạn thấy đấy, kể từ đầu tháng 2 năm nay, sau quyết định bất ngờ của Marcos đối với Mỹ, những căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines đã gia tăng đáng kể. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn đang có hàng trăm tàu, bao gồm các tàu cá và tàu hải cảnh đang hoạt động thường xuyên quanh các đảo và bãi đá ngầm ở Trường Sa, đe dọa các hoạt động hợp pháp trên các hòn đảo đang được quản lý bởi Philippines và chưa có dấu hiệu từ bỏ. Trong khi đó, Việt Nam với biện pháp tổng hợp từ ngoại giao đến việc phô diện sức mạnh thực sự đã bảo vệ thành công vùng lãnh hải của mình trước sự hung hăng của Trung Quốc. Cho đến nay, họ đã đặt thành công giàn khoan mới tại nơi mà đã 30 năm qua bị Trung Quốc đã liên tục quấy phá. Đây thực sự là một điều chiến thắng khiến cho Philippines phải sáng mắt, cho nên chúng ta phải cố gắng nghiên cứu và rút ra được những bài học kinh nghiệm quan trọng. Nhắc tới cuộc chơi trên Biển Đông, người ta thường xoay quanh ba trục quan trọng là Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ. Mặc nhiên không mấy khi nhắc tới một bên cũng có liên quan nhưng không mấy mặn mà vẫn luôn giữ thái độ im lặng hoặc là trung lập, đó chính là Nga. Xét về câu chuyện lịch sử, Nga là một bên có hợp tác và khai thác tài nguyên kinh tế biển trên Biển Đông từ khá sớm. Ngay từ năm 1983, liên doanh thăm dò khai thác dầu khí giữa Việt Nam và Liên Xô mang tên Vietso Petro đã bắt đầu khoan giếng thăm dò đầu tiên tại mỏ Bạch Hổ. Năm 1984, giàn khoan cố định đầu tiên của Vietso Petro mang tên MSB-1 chính thức lắp đặt vào ngày 24 tháng 5 năm 1984, phát hiện dòng dầu công nghiệp đầu tiên tại mỏ Bạch Hổ. Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, Nga với tư cách là chủ thể kế thừa vị thế chính trị của Liên Xô trên trường quốc tế đã tiếp tục hợp tác và khai thác dầu khí với Việt Nam tại Biển Đông. Ngày 2 tháng 3 năm 1992, sản lượng khai thác đạt 10.000 tấn dầu đầu tiên. Tới năm 2005, Vietso Petro đạt cột mốc khai thác dầu đạt 150 triệu tấn dầu từ hai mỏ Bạch Hổ và Rồng. Sự hợp tác và phát triển cực mạnh giữa Việt-Nga trong lĩnh vực dầu khí đã mở ra cơ hội phát triển kinh tế vô cùng lớn cho cả hai nước.
càng làm bền chặt hơn mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia, hai chính phủ và nâng cao khả năng làm chủ công nghệ khai thác dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông. Do vậy, những giai đoạn đầu hợp tác có vẻ tình hình rất tốt đẹp khi mọi sự xung đột tranh chấp trên Biển Đông chưa lan rộng được tới vùng biển tư chính thêm lục địa phía Đông Nam, mà chủ yếu tập trung ở khu vực hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của quân đội Trung Quốc trong thế kỷ 21, đặc biệt là trong thập niên 2010, đã mở ra cho Bắc Kinh hàng loạt các năng lượng mới trên biển, nhất là sau khi Trung Quốc hoàn thành 3 cụm tiền đồ là Vành Khăn, Chữ Thập và Subi mà họ chiếm đóng trái phép của Việt Nam trên quần đảo của Trường Sa, biến nơi đây trở thành những căn cứ liên hợp hải lục không quân hoàn chỉnh, từ đó làm bàn đạp thuận lợi cho tàu thuyền Trung Quốc vươn xa xuống Nam Biển Đông, thách thức chủ quyền Việt Nam trong khu vực và quấy rối các hoạt động khai thác kinh tế biển bình thường một cách hợp pháp của ta. Năm 2019 đánh dấu việc lần đầu tiên Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện một cuộc thăm dò nhằm can thiệp vào các hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam trên bãi tư chính, khi họ cho nhiều tàu hải cảnh cỡ lớn tham gia đe dọa khu vực khoan thăm dò của giàn khoan Hakuryu 5 của Việt Nam và đưa tàu khảo sát thải dương địa chất 8 vào khu đặc quyền kinh tế biển nước ta để tạo sức ép với một truyền thông khai thác có lịch sử lâu dài tại bãi tư chính. Vậy vì sao Maxicova là bên có hưởng lợi trực tiếp trong vấn đề kinh tế từ dầu khí trong vùng biển Việt Nam, nhưng lại không có bất cứ một hành động nào khi vùng biển trọng điểm ấy bị Trung Quốc quấy rối? Bàng quang và trung lập, đó cũng chính là thái độ của Nga xuyên suốt trong vấn đề tranh chấp trên Biển Đông nhiều năm qua. Điều này có lẽ đối với những người ám hiệu về chính trị thì không có gì là quá khó hiểu. Kể từ khi sau khi Nga thu hồi bán đảo Crimea của Ukraine, như cách mà chính trị Maxima tự tuyên bố vào năm 2014, Nga và phương Tây đã trở thành những đối thủ gầm ghè nhau trên bản đồ chính trị thế giới. Ở đó, nước Nga đã chịu những tổn thất không hề nhỏ về mặt kinh tế sau hàng loạt đòn cấm vận từ giới chóp mũ Âu-Mỹ nhắm vào Moscow. Sau khi tái sáp nhập vùng lãnh thổ mới này, Nga càng ngày càng bị cô lập hơn trên vũ đài quốc tế. Và rõ ràng, họ cần một sự kết nối với đồng minh có thực lực hơn thay vì những quốc gia Trung Á hay là Belarus. Tuy nhiên, Trung Quốc nổi lên như một ứng cử viên sau khi cho thấy họ là một cường quốc mới với sự tăng trưởng thần tốc cả về kinh tế và công nghiệp, nhất là trong bối cảnh hiện nay, Moscow đang gặp phải một hoàn cảnh vô cùng đau đầu sau khi mở cuộc chiến tranh vào quốc gia Ukraine láng giềng, tự biến mình trở thành quốc gia bị bao vây, cấm vận nặng nề nhất trên thế giới và bị cô lập cao độ hơn bao giờ hết. Tình hình chiến sự không hề khả quan đối với Nga, bởi vì dù cho họ vừa chiếm được cứ điểm Bakhmut sau gần một năm giao chiến, thì cuộc chiến này còn lâu mới đi đến hồi kết. Sự phụ thuộc của Nga và Trung Quốc chắc chắn sẽ nặng nề hơn trước và thậm chí sẽ còn nghiêm trọng hơn trong tương lai không xa. Một nước Nga cạnh Trung Quốc trong cuộc đấu phương Tây là một điều không thể bàn cãi. Do đó, tại Biển Đông, Nga có khả năng ủng hộ Việt Nam trước một Trung Quốc đang thực hiện dã tâm bành trướng. Họ chọn cách trung gian, trung lập và không can thiệp vào các vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo. Thậm chí trong một số trường hợp, người Nga còn xích gần hơn với các luận điểm của Trung Quốc trên Biển Đông để chống lại Mỹ, coi Mỹ là một mối đe dọa về an ninh khu vực. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn cực kỳ khôn khéo và tinh tế khi không ít lần, dù lớn hay nhỏ, vẫn lôi kéo buộc Nga phải đứng về phía mình trong các vấn đề tranh chấp trên biển. Đây có lẽ là điều bắt buộc ta phải thực hiện khi cần tranh thủ mọi sự hỗ trợ của quốc tế để đấu tranh với một gã hàng xóm bá quyền và ngang ngược. Thưa quý vị, vừa qua chúng tôi đã thông tin tới quý vị và các bạn về sự kiện tàu khảo sát viện sĩ Oparen của Nga cập cảng Nha Trang để đưa 40 nhà khoa học Việt-Nga khảo sát Biển Đông. Có không ít người đã bất ngờ về việc Nga lại tham gia hoạt động khảo sát cùng Việt Nam trong thời điểm Trung Quốc đang quấy phá trên biển và không loại trừ trường hợp tàu viện sĩ Oparen có thể đối đầu trực tiếp với nhóm tàu khảo sát của Trung Quốc. Theo những người làm kênh như chúng tôi, đây là một nước đi khá cao tay của Việt Nam khi mà qua đây Việt Nam buộc Nga thông qua một hoạt động khảo sát thông thường nhưng lại vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm để công khai ủng hộ chủ quyền biển Việt Nam. Nếu tàu này đi vào vùng biển quần đảo Trường Sa hoặc là bãi cạn tư chính, đây sẽ là một sự khẳng định ngầm rằng chủ quyền của Việt Nam cho Trung Quốc thấy Nga khẳng định các vùng biển này thuộc về nước ta chứ không phải là các vùng đang có tranh chấp hay là chưa có phân định rõ ràng. Trên thực tế, đây hoàn toàn là sự thật, nhưng Việt Nam lồng ghép một cách tinh tế để buộc Nga phải công nhận phần nào điều đó từ xuyên suốt quá trình khai thác giữa Việt Nam và Liên Xô, cũng như là sau này Việt Nam và Nga.
các doanh nghiệp quốc doanh của họ hợp tác với chính phủ Việt Nam khai thác trên các vùng mỏ dầu khí thuộc bãi cạn Tư Chính của Việt Nam. Một mặt là hợp tác kinh tế, nhưng mặt khác cũng là một sự khẳng định của các chính thể Nga rằng bãi Tư Chính thuộc chủ quyền của Việt Nam là một sự phủ nhận cao độ của yêu sách đường lưỡi bò mà Trung Quốc ngang nhiên vẽ chồng lấn vào vùng biển bãi Tư Chính. Qua đó, nếu Trung Quốc muốn quấy rối lô 0510, không thể đánh động đến lô 0403, nơi Nga trực tiếp có các lợi ích kinh tế trong khu vực. Sự danh ma tinh quái trong chính trị luôn là điều cần thiết và sẽ tạo ra những lợi thế lớn cho vị thế và lợi ích của quốc gia. Không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn là câu nói vẫn phát huy giá trị rất cao bất chấp thời gian. Thưa quý vị, nếu nói về tình hình quần đảo Trường Sa thời gian gần đây, bên cạnh Trung Quốc thì Philippines cũng có các hành động mới hết sức đáng lên án khi xâm phạm nghiêm trọng vào chủ quyền biển nước ta, gây ra những tiềm ẩn nguy cơ xung đột không đáng có và làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai nước. Thưa quý vị, kể từ khi tân Tổng thống Philippines đắc cử là ông Ferdinand Marcos Jr., chính quyền Manila đã có nhiều hoạt động thực thi chủ quyền biển mà họ tự tuyên bố của mình trên vùng biển quần đảo của Trường Sa của Việt Nam. Nghiêm trọng nhất là vụ việc mới đây, tuần duyên Philippines cho thả một số phao định hướng trên Biển Đông, bao gồm một phao nằm ngay gần vùng nước của thực thể đá ba đầu thuộc vùng lãnh hải 12 hải lý của đảo Sinh Tồn Đông. Điều này đã bị Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối mạnh mẽ và yêu cầu Philippines phải chấm dứt ngay các hoạt động này. Dẫu vậy, phía Manila, mặc dù có các động thái xuống nước khi thông báo rằng đây chỉ là các phao định vị hàng hải thông thường, sẽ không có bất cứ một đe dọa nào tới an ninh, an toàn của tàu thuyền khi di chuyển xung quanh khu vực này, nhưng cũng không cho rút các phao định hướng này khỏi vùng biển chủ quyền Việt Nam. Điều này không chỉ làm Việt Nam chúng ta gay gắt, mà còn khiến cho Trung Quốc, một bên trực tiếp tranh chấp trên Biển Đông, cảm thấy không vui. Theo định vị giám sát hàng hải IIS, Trung Quốc đã cấp tốc điều đoàn tàu hải tuần 173 xuất phát từ Quảng Châu, trực chí quần đảo Trường Sa, với mục tiêu là tháo bỏ hoàn toàn các phao định vị mà Philippines thả xuống khu vực, đặc biệt là tại thực thể đá ba đầu. Tính tới 15 giờ chiều ngày 22 tháng 5, tàu đã di chuyển tới khu vực ngang vị tuyến 16 trên Biển Đông, tức ngang ở vùng biển Đà Nẵng và ở vùng biển quốc tế, tốc độ di chuyển cao lên tới 14 hải lý trên giờ. Tới 14 giờ chiều ngày 23 tháng 5, tàu hải tuần 173 đã đi vào khu vực quần đảo Trường Sa trong khu chồng lấn giữa biển Việt Nam và Philippines. Hải tuần 173 là tàu tuần tra cứu hộ và trục vớt trên biển của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc, chính thức đi vào biên chế từ tháng 7 năm 2022, có cảng nhà tại tỉnh Quảng Châu. Tàu này dài 74m, rộng 14m, là tàu chuyên dụng cho nhiệm vụ triển khai lắp đặt các loại phao hàng hải trên biển. Trong chuyến nhiệm vụ lần này, tàu hải tuần 173 sẽ lần đầu tiên được kiểm tra khả năng sử dụng cần trục máy cỡ lớn lên tàu để tháo và thu hồi các phao định hướng mà Philippines cho thả trái phép trên vùng biển Trường Sa. Hiện nay, trong quá trình di chuyển trên biển, người ta mới chỉ ghi nhận tàu hải tuần 173 đã di chuyển một mình, nhưng khả năng cao sau khi vào vùng biển Trường Sa, các tàu vũ trang dân binh của Trung Quốc từ những tiền đồn mà Bắc Kinh đang chiếm đóng trái phép trên khu vực sẽ xông ra tạo thành đội hình hộ tống, đưa tàu công vụ này vào vùng thực hiện nhiệm vụ các phao định hướng của Philippines. Bên cạnh đó, hiện nay trong vùng biển cụm đảo Sinh Tồn, nơi có đá ba đầu án ngữ, Trung Quốc đang cho hiện diện hai nhóm tàu khảo sát là nhóm hướng Dương Hồng 14 ở gần đá Gạc Ma và nhóm hướng Dương Hồng 31 ở gần đảo Ba Đầu. Điều đó đã cho ta thấy một điều rất rõ ràng. Khi mà Trung Quốc duy trì hai nhóm tàu này túc trực nhiều ngày trong vùng biển nói trên, đó chính là nhằm tạo sức ép đến Philippines trong vụ việc Manila thả phao định hướng trên quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, theo ghi nhận từ tuần duyên Philippines cho tới nay, vẫn còn hơn 100 tàu vỏ thép cỡ lớn của Trung Quốc đang hiện diện trong vùng nước của thực thể đá ba đầu, dẫn tới việc cụm sinh tồn hiện nay. Trung Quốc đang có không dưới 100 tàu thuyền các loại, bao gồm cả tàu cá vỏ thép, tàu dân binh vũ trang, tàu hải cảnh và tàu khảo sát đại dương. Liên tàu hải tuần 173 là tàu chuyên dụng cho việc triển khai phao hàng hải được đưa xuống Trường Sa, chắc chắn sẽ giúp thực hiện kế hoạch cắt và thu hồi phao định hướng của Philippines trở thành dễ dàng hơn. Ngược lại, Philippines có khả năng rất cao sẽ phải bất lực trong trường hợp này, khi thẳng thắn mà nói Manila không có cách nào để có thể ngăn cản hoạt động cơ bắp này của Trung Quốc trên vùng biển Trường Sa, bởi lực lượng tuần duyên Philippines gần như là không đủ khả năng để đối phó với một số lượng lớn tàu thuyền và sức ép cực mạnh như vậy của Bắc Kinh.
Có lẽ sau vụ việc này, việc duy nhất mà họ có thể làm đó chính là lên tiếng phản đối mạnh mẽ Trung Quốc trên các phương tiện truyền thông để lưu loa những hành động bắt nạt của Bắc Kinh sau khi mọi việc đã xong xuôi. Còn về phía Việt Nam, hoạt động của Trung Quốc lần này có phần có lợi cho ta. Bởi các lực lượng chức năng của Trung Quốc sẽ phá bỏ các phao định hướng vi phạm chủ quyền biển Việt Nam của Philippines, trả lại hiện trạng tự nhiên ban đầu của vùng biển lân cận và giảm căng thẳng không đáng có. Đông Nam Á đang là mảnh đất màu mỡ cho các nhà buôn bán vũ khí hiện nay, khi phần lớn các nước đều bị đe dọa bởi Trung Quốc. Cuối năm ngoái, Việt Nam đã bày tỏ kế hoạch mua thêm tiêm kích Su-30, tàu chiến từ Nga, đồng thời liên tiếp mở rộng đối tác mua sắm vũ khí, trong đó có Nhật Bản. Trong khi đó, Nhật Bản cũng không thể bỏ lỡ làn sóng mua sắm vũ khí từ Đông Nam Á, vậy nên không có gì là lạ khi trong danh sách 12 khách hàng tiềm năng mà Nhật Bản công bố hồi vừa qua có tới 5 quốc gia Đông Nam Á, trong đó không thể thiếu cái tên Việt Nam. Với mối quan hệ không giới hạn ở tầm cao mới, giới quan sát tò mò liệu Nhật Bản sẽ bán vũ khí nào cho Việt Nam, tại sao Nhật Bản lại nới lỏng chính sách xuất khẩu vũ khí và có ưu ái đặc biệt cho Việt Nam như vậy? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Nhật là một siêu cường kinh tế từ rất lâu, nhưng ở lĩnh vực vũ khí, ít ai biết công nghệ sản xuất vũ khí của Nhật không phải dạng vừa. Đến nay, nước này đã nâng cấp các tàu khu trục chở máy bay trực thăng lớp Izumo để trở thành các tàu sân bay có thể mang theo chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình F-35. Nhật cũng đã tự sản xuất chiến đấu cơ Mitsubishi F-2 từ dòng F-16 của Mỹ, đồng thời phát triển máy bay săn ngầm Mitsubishi P-1. Nhật cũng tiến hành tự lắp ráp chiến đấu cơ F-35. Nước này cũng đang phát triển tên lửa bụi siêu thanh có tốc độ hơn 5 lần vận tốc âm thanh. Ngoài ra, dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-10 tự phát triển, hiện được đánh giá là một trong những loại xe tăng uy lực nhất trên thế giới. Tuy nhiên, trên thị trường xuất khẩu vũ khí, uy tín của Nhật chưa tương xứng với năng lực. Lý do là bởi trước đó, Nhật bị bó buộc bởi 3 nguyên tắc xuất khẩu vũ khí, nhưng không muốn bỏ qua làn sóng mua sắm vũ khí. Cùng mục tiêu vươn ra thị trường vũ khí quốc tế, Nhật tự cởi bỏ chính sách này. Nhắc lại điều này, để thấy vũ khí Nhật không dễ mua cũng chẳng kém vũ khí Mỹ hay Nga đâu. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam nằm trong top 12 khách hàng tiềm năng nhất của Nhật. Trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Thủ tướng Nhật Bản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định quan hệ Việt-Nhật là một trong những mối quan hệ hiếm có trên thế giới. Đáp lại, Thủ tướng Nhật Bản, ông Kishida Fumio khẳng định Nhật-Việt sẽ hợp tác không giới hạn. Vào tháng 9 năm ngoái, trong chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã nói gian nan mới biết bạn hiền, đâu là bạn, đâu là thù. Ông Kishinobuo tin rằng Việt Nam và Nhật Bản ở cùng thuyền, chung một vận mệnh, do đó cần nâng cấp tầm hợp tác quân sự quốc phòng lên tầm cao mới, cấp độ mới. Với dấu hiệu tích cực này, giới quan sát đang đồn đoán Việt Nam sẽ có cơ hội sở hữu những vũ khí tốt từ Nhật, đặc biệt là cái tên Việt Nam đã nhắm từ lâu. Đầu tiên chính là máy bay săn ngầm P-3C Orion. Thực ra đây là thông tin không mới, bởi Việt Nam muốn sở hữu P-3C Orion và Nhật muốn bán cho Việt Nam máy bay săn ngầm P-3 Orion đã có từ năm 2016. Đặc biệt, năm 2019, hai máy bay săn ngầm P-3C Orion Nhật Bản mang số hiệu 5036 và 5070 đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Không ít ý kiến cho rằng động thái này có thể mở đường cho Việt Nam sở hữu P-3C Orion. Sau đó, sự việc lại chìm xuống. Tới năm 2022, thông tin này tiếp tục được dấy lên. Nhất là mới đây, tờ Nikkei dẫn nguồn tin tiết lộ Việt Nam chính thức bày tỏ sự quan tâm và đề nghị nhận cung cấp P-3C Orion đã qua sử dụng cho Việt Nam. Với bối cảnh mới hiện nay, có lẽ hợp đồng sẽ sớm được diễn ra. Việt Nam chọn trang bị máy bay tuần tra P-3C Orion là bởi P-3C Orion giúp lực lượng tác chiến chống ngầm của Việt Nam lấp kín những khoảng trống chiến thuật. Ba lực lượng chiến lược gồm tàu ngầm, tàu mặt nước, máy bay săn ngầm kết hợp với hệ thống phao định vị thủy âm trong lòng biển đang được bố trí, đảm bảo đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Loại máy bay săn ngầm này có khả năng mang nhiều loại vũ khí với tải trọng tối đa lên 9.000 kg. P-3C Orion có chiều dài 35,6m, cao 10,3m, sải cánh 30,4m, lượng cất cánh tối đa là 63,45 tấn, sử dụng 4 động cơ cánh quạt T-56A13, công suất 4.600 mã lực, động cơ cho tốc độ tối đa 760 km/h, tầm hoạt động tới 4.400 km.
P-3C Orion có thể đảm trách việc tuần tra bảo vệ bờ biển dài hơn 3.000 km cũng như trên 1 triệu km2 diện tích biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Đây là ưu thế mà trực thăng, tàu mặt nước và cả tàu ngầm đều không thể thực hiện được. Khi so sánh với trực thăng sân ngầm thì máy bay sân ngầm cánh kiểu P-3C Orion có ưu thế hơn hẳn cả về tải trọng, vũ khí, phương tiện chống ngầm chuyên dụng mang theo cũng như tầm hoạt động. Hơn nữa, mua máy bay P-3C của Nhật Bản khiến việc trang bị vũ khí sẽ thuận lợi với Việt Nam hơn rất nhiều, bởi theo truyền thông nước này, Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam vũ trang cho P-3C. Đầu tiên, Nhật có nhiều máy bay P-3C có thể chuyển giao ngay vì nước này đang chuyển sang dùng máy bay thay thế loại P-1. Việt Nam cũng hy vọng được nhận hỗ trợ huấn luyện. Thêm nữa, Việt Nam còn có thể nâng cao kỹ năng qua các cuộc thao diễn chung với lực lượng phòng vệ Nhật. Vũ khí thứ hai, theo truyền thông đưa tin, Nhật Bản có thể xuất khẩu thêm tiêm kích và tên lửa đánh chặn phóng từ biển mới. Việt Nam cũng sẽ cân nhắc kinh phí hoặc chỉ ít có cơ hội tìm hiểu về một số tiêm kích từ Nhật. Đầu tiên là tiêm kích chiếm ưu thế trên không F-15G DGS. Theo một bài viết của Nikkei, vào tháng 8 năm 2018, khi Washington cân nhắc việc cung cấp các loại tiêm kích loại này cho các nước Đông Nam Á, thì Tokyo cũng đã tính tới việc bán một số F-15 mà họ có cho Mỹ để gây quỹ mua tiêm kích tàng hình F-35. Hiện lực lượng phòng vệ trên không Nhật JRSDF đang sở hữu 203 chiếc F-15G và 20 chiếc F-15DG và mới ra quyết định nâng cấp 68 chiếc F-15G theo chương trình siêu đánh chặn Nhật Bản. Cũng trong bài viết được Nikkei đăng tải hôm vừa qua, tờ báo Nhật Bản cũng đưa ra giả thuyết cho việc Tokyo dự kiến cung cấp tiêm kích đa năng Mitsubishi F-2 cho một số quốc gia nhất định. Mitsubishi F-2 được coi là một biến thể của F-16 Fighting Falcon. Được biết, JRSDF sở hữu 61 tiêm kích 1 chỗ ngồi F-2A và 21 máy bay huấn luyện 2 chỗ ngồi F-2B tính đến năm 2014. Cuối cùng, liên quan tới cái gọi là tên lửa đánh chặn phòng từ biển mới. Khó có thể bỏ qua suy luận cho rằng thứ được nhắc tới liên quan tới hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis được trang bị trên các khu trục hạm của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản. Vũ khí thứ ba rất có thể Việt Nam sẽ tiếp tục mua của các tàu tuần tra cảnh sát biển của Nhật để tăng cường lực lượng phòng vệ biển. Trước đó, trong chuyến thăm Nhật Bản, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã tham gia tàu tuần tra PL-10 Buko của Nhật Bản tại cảng Yokohama. Sau đó, tàu PL-10 thuộc lớp Kunigami cũng chính là nguyên mẫu của TT-1500 Việt Nam. Đây là một động thái cực kỳ rõ ràng cho những dự định của chúng ta trong tương lai. Năm 2020, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật ký với Việt Nam Hiệp định vay vốn ODA trị giá 36,626 tỷ yên cho dự án tăng cường năng lực đảm bảo an ninh, an toàn trên biển Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án, Việt Nam được hỗ trợ tài chính để trang bị 6 tàu tuần tra. Có thể 6 tàu tuần tra mà Nhật Bản đóng cho Việt Nam là lớp tàu ASO loại 1.000 tấn, lớp tàu ASO dài 79 m, ngang rộng nhất 10 m, mớn nước 6 m, lượng choán nước 1.000 tấn, thân cấu trúc chủ yếu bằng nhôm và thép nền nhẹ. Tàu trang bị 4 động cơ diesel và 4 hệ thống đẩy phản lực nước nên có tốc độ rất cao, gần 60 km/h. Tàu có kèm một xuồng cứu hộ cao tốc dài 7 m, một pháo Bosphor 40mm phía mũi, súng máy, hệ thống điều khiển hỏa lực cùng thiết bị dò tìm mục tiêu bằng hồng ngoại. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã tiếp nhận một số tàu tuần tra lớp Taisio cũ của Nhật chuyển giao cho lực lượng chấp pháp. Tháng 7 năm 2021, Philippines đã hạ thủy tàu phản ứng đa năng NMRV dài 94m có nguồn gốc từ lớp Kunigami. Rất có thể Việt Nam cũng đang quan tâm và đặt vấn đề với Nhật về việc sở hữu tàu tuần tra mới có nguồn gốc từ lớp Kunigami này. Tất nhiên, những thông tin về hợp đồng mua sắm vũ khí Việt-Nhật vẫn là thông tin bí mật, nhưng với quyết tâm đưa mối quan hệ quốc phòng Việt-Nhật lên tầm cao mới thì không ngạc nhiên. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ liên tiếp nhận được lô vũ khí hiện đại từ Nhật. Vậy tại sao Nhật lại có ưu ái đặc biệt và quyết tâm nâng tầm, thậm chí khẳng định quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam là không giới hạn? Thứ nhất, như đã nói, mối quan hệ Việt-Nhật sâu rộng và bền chặt từ lâu đã được khẳng định kể từ khi chính sách buôn bán vũ khí của Nhật còn thắt chặt. Việt Nam là số ít trong số các nước nằm trong danh sách tiềm năng cho phép Nhật Bản bán vũ khí. Thứ hai, Nhật thay đổi chính sách vũ khí cho thấy mục tiêu thay đổi cán cân quân sự của khu vực. Theo đó, Nhật thông qua vấn đề bán vũ khí cho Đông Nam Á cũng nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của cả bên mua lẫn bên bán.
vũ khí được chuyển giao cho các đối tác đáng tin cậy, tạo ra một mạng lưới các quốc gia có vũ khí tiêu chuẩn và thách thức an ninh tương tự. Qua đó, Nhật Bản với tư cách là bên bán cũng có cơ hội thắt chặt mối quan hệ với các chính phủ. Thứ ba, Việt Nam có ưu ái đặc biệt hơn bởi nước ta nằm trên tuyến đường giao thông có tàu chở dầu hoạt động từ Trung Đông đến Nhật Bản. Hơn nữa, để đối mặt với vấn đề chung là Trung Quốc, để ngăn chặn tham vọng bá quyền của Trung Quốc, Tokyo gia tăng trợ giúp Việt Nam. Thưa các bạn, Nhật cởi trói chính sách xuất khẩu vũ khí và có hợp tác tốt đẹp với Việt Nam, không đơn giản là câu chuyện vì tiền. Còn Việt Nam rõ ràng với cơ hội sở hữu P-3C Orion, các tàu tuần tra, thậm chí máy bay chiến đấu sẽ tạo ra mảnh ghép hoàn thiện cho lực lượng chống ngầm phòng vệ bờ biển. Trước thách thức ngày càng gia tăng từ Trung Quốc, rất hy vọng chúng ta sẽ sớm thấy những vũ khí siêu hiện đại của Nhật trên dải đất hình chữ S. Gần 3 tháng nay, Trung Quốc cậy mình là nước lớn, 5 lần 7 lượt ngang nhiên xâm chiếm chủ quyền biển đảo của chúng ta. Sống bên cạnh Trung Quốc mấy nghìn năm nay, Việt Nam thừa hiểu âm mưu cá lớn nuốt cá bé, cụ thể là thực hiện chiến thuật vùng xám, biến nơi không có tranh chấp thành nơi có tranh chấp, biến vùng tranh chấp thành vùng chiếm đóng trên Biển Đông. Tuy nhiên, đừng nghĩ Việt Nam hiền lành, nhỏ bé thì dễ chơi. Ngoài thế khó là nước nhỏ bên cạnh nước lớn, Việt Nam luôn có cách khiến Trung Quốc phải lầm lũi bước ra và chấp nhận. Một trong những việc làm đó là kiên quyết không để bãi tư chính thành vùng biển tranh chấp. Thậm chí những ngày qua, trước sự chứng kiến của hàng chục tàu Trung Quốc, Việt Nam đã thành công hạ đặt giàn khoan mới như một cách khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm. Vậy Trung Quốc đã thất bại như thế nào khi thực hiện chiến dịch vây giáp tại bãi tư chính những ngày qua? Tại sao Việt Nam lại có thể hạ đặt giàn khoan thành công trước sự quấy nhiễu của hơn chục tàu Trung Quốc? Thưa quý vị, thông tin về việc Việt Nam đặt giàn khoan mới không được truyền thông trong nước đưa tin. Mặc dù Việt Nam không có gì sai vì chúng ta đặt giàn khoan trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam, tuy nhiên đó là một sự khéo léo của ngoại giao Việt Nam và cũng chẳng dại gì chọc giận Trung Quốc để rồi lời qua tiếng lại. Bởi với Trung Quốc, dù quốc tế công nhận bãi tư chính thuộc chủ quyền Việt Nam thì họ vẫn ngang nhiên nghĩ rằng đó là vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Hoa mà Việt Nam đang chiếm đóng trái phép nhờ sự nhân nhượng của Trung Quốc, nhờ sự dung thứ của chính quyền Tập Cận Bình. Tuy nhiên, mới đây, tờ báo 163.com có một bài viết đáng chú ý. Trong lúc tố cáo Việt Nam, tờ báo của Trung Quốc cũng đã đưa thông tin Việt Nam hạ đặt thành công thêm giàn khoan mới tại vùng biển cạn tư chính và thừa nhận thất bại của nước này. Cụ thể, trong bài Tàu tuần duyên Trung Việt đối đầu nhau trên bãi Vạn An ở Biển Đông, Việt Nam xây dựng giàn khoan dầu khí mới khiến cho Trung Quốc thất vọng. Có viết rằng, vụ đối đầu giữa cảnh sát biển Trung Quốc và Việt Nam ở Biển Đông là do Việt Nam đơn phương vi phạm bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông được Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN ký kết năm 2002. Bộ quy tắc yêu cầu các nước liên quan không đơn phương xây dựng giàn khoan dầu khí mới tư nhân, nhưng Việt Nam đã đơn phương kéo giàn khoan tự nâng BVD-6 vào Biển Đông và khoan một giếng dầu mới DHN-4X trong lô dầu mỏ Đại Hùng Nam bị phân chia trái phép ở phía Tây. Không bàn tới quan điểm của bài báo, nếu chúng ta quan tâm là sự xác nhận của Trung Quốc, Việt Nam hạ đặt giàn khoan thành công tại bãi tư chính và kết quả này khiến cho Trung Quốc thất vọng. Thực tế trước đó, báo chí Trung Quốc cũng đồng loạt lên tiếng rằng trong lúc lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Trung Quốc, máy bay ngăn chặn các tàu Philippines trục vớt những chiếc phao định vị mà Philippines hạ đặt trái phép trên biển của Trung Quốc, thì ở phía nam tại bãi Vạn An, tên Trung Quốc đặt ra khi nói đến bãi tư chính của Việt Nam. Việt Nam đã tranh thủ thời cơ hạ đặt trộm một giàn khoan trái phép trên bãi Vạn An của Trung Quốc, nơi mà có lượng dầu và khí dự kiến vào khoảng 5 tỷ thùng. Trữ lượng khổng lồ tại địa điểm này đã được xếp vào sản lượng của những quốc gia có trữ lượng trung bình trên thế giới. Từ những thông tin Trung Quốc đưa tin, có thể tạm xác nhận Việt Nam đã kéo một giàn khoan tự nâng PVD-6 và tiến hành khai thác một giếng dầu mới có tên DHN-4X. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này khi có thông tin cụ thể hơn. Thưa quý vị, nhưng rõ ràng tới nay, kết quả cho thấy các tàu của Trung Quốc đang rút khỏi vùng biển Việt Nam và đã khẳng định Trung Quốc đã thất bại trong sự kiện lần này. Tại sao Trung Quốc lại chịu thất bại, thậm chí là chứng kiến Việt Nam hạ đặt giàn khoan mới mà chẳng làm được gì, mặc dù khi đi thì vô cùng hăm hở? Câu trả lời thì có lẽ là họ chẳng có quyền gì ở bãi tư chính cả. Nếu bãi tư chính thực sự thuộc chủ quyền Trung Quốc, họ có để yên cho Việt Nam như vậy không? Họ có dung thứ, nhún nhường như các bài báo Trung Quốc và truyền thông đã nói không? Chắc là không rồi đúng không các bạn? Thực tế Trung Quốc khi hay tin Việt Nam sẽ đi vào khai thác một lô mới tại bãi tư chính đã vội vã đưa tàu ra với mục đích là không phải thăm dò,
chẳng phải nghiên cứu mà chỉ muốn san sẻ quyền lợi tại vùng biển giàu có này, nơi được cho là thu nhỏ xung đột Biển Đông. Bởi gốc rễ của tranh chấp ở Biển Đông là tài nguyên dầu mỏ, mà tư chính là một trong ba nguồn dầu mỏ lớn nhất ở Biển Đông. Người ta đã chứng minh rằng trữ lượng dầu mỏ ở Biển Đông lên tới 350 tỷ thùng, được mệnh danh là Trung Đông thứ hai, trong đó vùng biển tư chính có trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh là hơn 5 tỷ tấn, với khí đốt tự nhiên trữ lượng hàng tỷ nghìn mét khối. Với nhu cầu về năng lượng hiện nay của Trung Quốc nói riêng, thế giới nói chung, vùng bãi cạn tư chính thật dễ hiểu là mục tiêu sống còn của đất nước tỷ dân. Vậy nên đầu năm 2023, sau khi nghe tin Việt Nam có động thái khai thác mỏ dầu mới, Trung Quốc ngay lập tức huy động đến 5 lực lượng tham gia thế trận, phức hợp với những nhiệm vụ xây lấn, vây tấn. Cụ thể là bao gồm dân binh, hải cảnh, hải tuần, hải quân và cuối cùng là các tàu khảo sát hàng hải xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam. Khi bị xua đuổi thì liên tục thực hiện các động thái rút lui giả. Thứ nhất là lực lượng dân binh của Trung Quốc với vai trò thường trực ở cả hai chức năng trong công tác. Chức năng đầu tiên là phong tỏa các thực thể chưa có người ở khu vực trung tâm đường chín đoạn phi pháp. Thông qua sự hiện diện tập trung quanh hai thực thể đá ba đầu với hơn 100 tàu và bãi Sabin 18 tàu. Chức năng kế tiếp của lực lượng này là bảo vệ vòng trong cùng khi hộ tống các tàu khảo sát hàng hải hoặc là các khu vực do Trung Quốc kiểm soát trái phép trên Biển Đông. Sự kiện 8 tàu sân bay của Trung Quốc được phát hiện di chuyển cắt ngang đội hình các tàu hải quân của ASEAN và Ấn Độ trong khuôn khổ diễn ra AMTI 23 vào ngày 9 tháng 5 vừa qua là minh chứng điển hình cho chức năng này. Thứ hai là lực lượng hải cảnh với chức năng chấp pháp. Lực lượng này thực hiện công tác lớn một cách chủ động nhằm hỗ trợ lực lượng dân binh Trung Quốc ở trên đối trọng với các tàu chấp pháp của ASEAN. Điển hình là sự túc trực thường xuyên của hai tàu hải cảnh Trung Quốc 4303 và 5305 hộ tống tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 ở khu vực bãi tư chính của Việt Nam từ giữa tháng 5. Thứ ba là lực lượng hải quân tuy không can dự trực tiếp vào thế trận do dân binh hàng hải thực hiện, mà chủ yếu hiện diện từ xa ở vòng ngoài thông qua hai hoạt động được ghi nhận. Ngoài ra, cũng có ghi nhận về hiện diện không rõ chủ ý của tàu hải quân Trung Quốc quanh khu vực đảo Thị Tứ của Việt Nam, nhưng phía Philippines chiếm đóng trái phép. Ngày 23 tháng 4, trong động thái hỗ trợ công tác lớn của hải cảnh Trung Quốc, hai lực lượng còn lại là nhóm tàu khảo sát hàng hải và tàu hải tuần. Hai nhóm tàu này tuy xuất hiện đơn lẻ nhưng lại có sự phối hợp hoạt động rất tinh vi. Cụ thể, mặc dù hiện chưa có tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 hiện diện trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở bãi tư chính, nhưng vẫn còn hai tàu khảo sát hướng Dương Hồng 14 và hướng Dương Hồng 31 được xác định vẫn đang hiện diện trong khu vực quanh cụm đảo sinh tồn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cả hai khu vực này đều có trữ lượng dầu mỏ lớn cùng với những ngư trường dồi dào trên Biển Đông bằng một chiến lược bài bản. Nhưng cuối cùng, Trung Quốc cũng đang phải ngậm ngùi thất bại. Nói không quá là đứng trơ mắt nhìn Việt Nam hạ giàn khoan và tiến hành khai thác lô dầu khí mới. Lúc đưa tàu vào hừng hực bao nhiêu thì vài ngày qua các tàu của Trung Quốc lại lầm lũi phân tán và rệu rã trong quá trình rút lui bấy nhiêu. Vì sao Trung Quốc lại rút lui? Như chúng tôi đã nói, chắc chắn không phải là họ yếu về lực lượng mà đơn giản vì họ sai. Trung Quốc không có quyền gì tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Còn với Việt Nam lần này tiếp tục là một thắng lợi lớn trong công cuộc bảo vệ chủ quyền trên biển. Với việc đưa giàn khoan mới và khai thác mỏ dầu khí mới không chỉ là câu chuyện kinh tế mà nó còn là chiến thắng với ngoại giao. Giàn khoan nó giống như một cột mốc khẳng định chủ quyền Việt Nam, là thắng lợi của Việt Nam khi không để tư chính thành vùng đất tranh chấp như là Trung Quốc mong muốn. Kính thưa quý vị, tàu hải cảnh Trung Quốc CCG-5901 là hiện diện tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam EEZ ở phía tây bãi tư chính từ ngày 8 tháng 6 vừa qua, theo tướng Draymond Powell từ Đại học Stanford. Trong một dòng tweet tuần qua, tướng Draymond Powell, trưởng dự án MIUSU, trung tâm Gordian Conrad Center for National Security Innovation, Đại học Stanford thông tin về đường di chuyển của tàu hải cảnh được mệnh danh là Monster, con quái vật này. Điều khiến sự kiện này đáng chú ý đó là tàu China Coast Guard 5901 là một trong tàu hải cảnh lớn nhất thế giới với chiều dài 165 m và nặng 12.000 tấn của Trung Quốc. Con tàu này vượt trội hẳn so với những tàu kiểm ngư dài trên 56 m của phía Việt Nam. Được cắt cử để theo sát các hoạt động của tàu Trung Quốc, ông Raymond Poyao nói,
Ông Raymond cho biết thêm với BBC là con tàu CCG-5901 này chỉ phát tín hiệu IES trong khoảng 7,5 giờ trong ngày thứ Năm vừa qua. Trung Quốc tăng gấp đôi số tàu cảnh sát biển tuần tra trên các vùng mỏ dầu khí của Việt Nam ở bãi Tư Chính, tăng từ con số 142 ngày lên 310 ngày, theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải AMTI. Mục tiêu của Trung Quốc trong việc tuần tra tại những khu vực này là để thiết lập cái gọi là quyền lịch sử đối với tuyên bố đường chín đoạn. Trung Quốc đã liên tục gia tăng sự hiện diện của mình trong những năm qua, với sự phản đối công khai rất ít ỏi từ Hà Nội, ông Raymond Pogel bình luận. Đây là những diễn biến mới nhất trên Biển Đông sau khi tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc và các tàu hộ vệ hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam trên Biển Đông trong gần một tháng qua đã rời vùng biển Việt Nam hôm thứ Hai. Hôm qua, Việt Nam phản bác luận điệu của Trung Quốc cho rằng tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 hoạt động hợp pháp ở Biển Đông. Trước đó, ông Uông Văn Bân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Trung Quốc có chủ quyền với quần đảo Nam Sa và vùng biển lân cận. Ông Raymond cũng cho biết thêm, con tàu khách khổng lồ Tam Sa 2 và tàu tuần tra Zhongguzhujiang 310 của Hải quân Trung Quốc cũng đã hướng đến bãi Tư Chính trong một động thái khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.